Mình phát hiện là sau nhà mình có một con nhóng lên em ơi. Nóng đâu mua nè. Nó xíu à. Mình thả mở nó đâu mà dán lắm. Cầu mình là mở đầu mưa đầu mùa nè, mở mua cái bên này nhóm mà đâu nó lên nhiều lắm mà con này nhỏ. Ở đây mà mình có con mua thì bỏ nó ăn ở tay luôn nè, hình dáng nè, con này mà to to mà thịt rồi. Hàng đâu?